Sau này là màn chuẩn bị của anh Trần Duy Huynh. Trước ta chuẩn bị chiếc su yên gì mà bay đi hả, không còn cái cánh cái càng nào hết trơn. Đừng chửi, đừng chửi. Đây là gắn pin. Test channel. Đo pin. Chị nó hết nó báo rồi vậy? Hết làm sụm nha. Bay gì mới sướng chứ. Bay canh pin không đâu có sướng. Rồi, ok. Bay hướng nào đây? Đang tao né. Gió chuyện nào nè. Chiếu bay được tài trợ bởi Dogi Shop phường 8. Đem kiếm phi công vô. Dạ rồi. Gió bay nào đây ta? Sau đây là mặt cắt cánh. Rồi cắt cánh tai hại. Vậy đó, có thấy con mẹ gì đâu. Thành công. Vào đây. Buông, buông tiết. Buông tiết. Và máy bay bắt tiêu. Vào đây, té té. Má gớp cái là cười đã. Giúp lại. Giúp mày, mày gần gần lại cho mày. Hình như là mưa đã rớt lên ống kính. Ờ à, không phải. Tại sao lấy nét không được? Rồi. Tắt máy và rớt máy bay. Rớt không? Rớt không? Ta bay chung với những con chim. Bọn ta đảo lại. Mình nhớ đây là không phải là giả lập. Giả lập có thể reset, còn này không thể reset. Rất nguy hiểm. Trời thì đang 15 gram. Anh ta đang lao tới. Anh ta đang lao tới. Giang Phiên đang rất là mỏi tay. Uống phút mấy rồi đó. Cẩn thận, anh rất là cẩn thận. Chỉ bay một mình thôi, anh đừng có biểu diễn.
Mình đây mới xách máy chụp hình tao, nắng mới xách máy chụp hình tao vô chụp mới rõ. Quay mới rõ. Ủa anh ta bay sắt đâu? Ta bay rất là láo lông. Banh. Bãi thấy ghê nhỏ.